chú ở trên Phú Thọ, con chú nó lúc 11:30 á, nó bảo bố ơi cháy, thế là tôi bảo là chạy, con chạy đi, mở cửa ra, chạy lên, thế thì chạy ra thì chỉ tiếng kêu, tiếng kêu, bố ơi, thế là khói quá, cháu mất liên lạc. Chan này để hỗ trợ như thế nào chú? Là mong những người cứu được nhiều người. Mong họ cố gắng được sống. Mọi người đầy đủ cứu hết ạ. Được sống. Bây giờ là 4:25. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Chú ở phòng, chú ở nhà, chú với ai? Cố lên bác nhé.